Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tác dụng của cả quả gấc nhé. Quả gấc thì nó có tác dụng đối với sức khỏe như thế nào? Quả gấc có rất ít vị và nhưng nó lại vô cùng cùng ngon nếu khi chúng ta biết chế biến và ăn lại cực kỳ tốt cho sức khỏe nhé. Trong quả gấc này chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 40 lần so với quả cam và 70 lần so với cà chua, cái hàm lượng lycopene này, và beta carotene này gấp 10 lần so với cà rốt và 4 lần zeaxanthin so với ngô nhé. Nên ăn quả gấc rất là tốt, nó giúp cho chúng ta duy trì và cải thiện được thị lực rất là tốt nhé, làm cho làn da khỏe mạnh và trẻ trung nữa, và có tác dụng ngăn ngừa ung thư nữa, rất là nhiều tác dụng và tác dụng tích cực để chống lại tia UV ấy, đối với những người lao động dưới ánh nắng mặt trời ấy. Ngoài ra thì trong quả gấc có chứa rất nhiều chất xơ, carbohydrate lành mạnh và chất chống oxy hóa, enzyme, vitamin và khoáng chất ấy. Và những cái tác dụng cụ thể như là ăn quả gấc thì giúp chúng ta chống được ung thư này, ăn quả gấc này hỗ trợ điều trị được thiếu máu này, giúp giảm hàm lượng cholesterol này, giúp ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch này, và giúp cải thiện thị lực, chống trầm cảm, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể này. Đấy là những cái tác dụng phổ biến của quả gấc nhé. Còn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách nấu xôi gấc để cho các bé đều ăn được xôi gấc mà nó lại cực kỳ tốt cho sức khỏe. Để nấu xôi gấc thì mình vừa bổ quả gấc đấy. Các bạn có thể thấy là mình bổ gấc xong này, sau mình đã lấy cái phần ruột bên trong ấy, phần đỏ đấy, mình hòa với một chút rượu và muối, mình bóp rồi mình hòa bóp cùng với gạo lếp để mình lấu nhé, và bỏ cái hạt đi. Khi mà lấu thì các bạn thấy không, mình chỉ cần đồ cho nó thật kỹ và chín. Đồ 15 phút đầu thì chúng ta cho đồ lên, sau đó mình sẽ 15 phút sau thì mình đảo đều lên và cho thêm đường cùng với một chút dầu ăn, rồi mình lấu đến khi gấc nó chín là được nhé. Tổng thời gian là thường thường là 25 đến 30 phút là mình có một nồi xôi gấc rất là ngon, vừa để thắp hương trong những ngày lễ Tết và vừa để cho bé nhỏ ăn, nó rất là tốt cho sức khỏe và thậm chí người già ăn cũng cực kỳ tốt nhé. Và công dụng của cái xôi gấc này như thế nào mình cũng sẽ nói qua với các bạn nhé. Xôi gấc thì cũng mang rất là nhiều giá trị dinh dưỡng bởi cái phần thành phần từ cái nguyên liệu là từ quả gấc mang lại ấy. Vì khi chúng ta ăn ấy, nó sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa được bệnh ung thư và tim mạch, ngừa thiếu máu và giảm cholesterol, hạn chế bệnh trầm cảm, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ điều trị bệnh tuyến tiền liệt và cải thiện thị lực. Và cách nấu xôi thì các bạn có thể thấy mình nấu rất là đơn giản như vậy. Các bạn có thể xem để làm để gia đình mình có cái phần xôi gấc rất là ngon và hấp dẫn nhé. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây. Nếu các bạn thích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.